Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. Thôi, bình tĩnh đã nào, Tình hình làm gì mà đã bị đát thế? Two games! Conceded four! Zero points, and who we got next? Man City! Mà thôi đứng áp chót thì có sao? Ở V-League quê tôi á, năm nay đội đứng áp chót có phải xuống hạng đâu. Mà đội đang làm mưa làm gió thì có khi cũng chẳng vô địch được. I'm not happy at all! Arteta, get out! Thôi nhá, tôi không có thời gian ngồi nghe mấy vấn đề của anh đâu nhá. V-League còn bao việc đây này, đấu thì bị hủy bỏ, cầu thủ còn chưa biết lương thưởng thế nào, tập tành ra sao đây. Nhìn những bức xúc của anh bạn cổ động viên vừa rồi mới thấy rằng làm cổ động viên của Arsenal chẳng dễ chút nào phải không quý. Nhưng đừng nhìn biểu cảm và sự bức xúc ấy mà vội tin, vì mục đích chính của đoạn video này cũng là để trở nên viral mà thôi, tức là được lan truyền nhanh trên mạng xã hội thôi. Một lúc nữa thì chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện này để giải thích vì sao. Còn bây giờ xin kính chào quý vị khán giả. Giờ vàng thể thao tuần này sẽ trở lại với chủ đề ưa thích của mình, đó là V-League. Dịch bệnh bùng phát trở lại, giải đấu bị hủy bỏ, đó là điều không ai mong muốn, nhưng cũng không phải điều gì quá to tát trong thời điểm cả đất nước còn cả một đại dịch cần phải đẩy lùi. Bóng không lăn, truyền thông cũng chẳng có gì để viết. Thế nên trong tuần vừa rồi, cuộc tranh cãi trong nội bộ của công ty VPF được đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng trên mặt báo cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù rằng, chuyện cổ đông bất đồng trong một công ty cổ phần là chuyện hết sức bình thường. Ông Vũ Tiến Thành, chủ tịch câu lạc bộ Phố Hiến đã bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng những lãnh đạo hiện nay của VPF không hề quan tâm, hỏi thăm các câu lạc bộ trong thời điểm khó khăn, đồng thời cách điều hành thường mang tính áp đặt, thiếu tôn trọng các đội bóng. Đồng quan điểm, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng ông Văn Trần Hoàn cho rằng cách điều hành giải đấu của VPF là quá máy móc, thiếu minh bạch, xa rời đời sống thực tế trong đại dịch và quá coi thường các câu lạc bộ. Ông Hoàn còn kết luận rằng các lãnh đạo VPF có tự trọng thì nên từ chức và nếu cần thì các đội bóng có thể cùng nhau lập ra một công ty khác để tổ chức cuộc chơi. Thật đáng ngạc nhiên khi ông Văn Trần Hoàn mới thực sự điều hành một đội bóng chuyên nghiệp được có 2 vòng đấu thôi mà đã nhiều bức xúc đến như vậy rồi. Mà thật ra thì hội đồng quản trị hiện tại của công ty VPF cũng đâu phải do những người mới ngồi vào vị trí của mình như là ông Văn Trần Hoàn hay là ông Vũ Tiến Thành bầu ra đâu. Nên bức xúc cũng không có gì khó hiểu cả. Hội đồng quản trị hiện tại là lựa chọn của đa số các cổ đông khác. Có những người đã thấy V-League hoàn thành được mùa giải 2020 giữa dịch bệnh rất thành công. Đồng thời đã có nửa đầu mùa giải 2021 hấp dẫn một cách hiếm có như thế nào. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trình bày một số quan điểm của đội bóng. Mà đầu tiên là ghi nhận những nỗ lực của công ty VPF trong việc tổ chức mùa giải 2021. Hoàng Anh Gia Lai cho rằng hủy giải là hợp lý và ủng hộ ý kiến không có đội bóng xuống hạng. Một cổ đông khác của công ty là ông Lê Văn Thành, phó chủ tịch VFF thì phát biểu trên góc độ của người theo dõi và tài trợ bóng đá Việt Nam trong nhiều năm. Ông cho rằng những năm qua, các đội tuyển có sự thăng tiến ở đấu trường quốc tế là nhờ câu lạc bộ đã cung cấp cầu thủ giỏi cho đội tuyển, nhưng cũng là nhờ chất lượng của giải vô địch quốc gia được cải thiện. Và cũng phải ghi nhận công lao của những người tổ chức đã nâng cao chất lượng, hình ảnh của giải đấu. Không nên vì một chút thiếu mềm mại trong cư xử mà đòi thay người khác ngay. Suy cho cùng thì việc một công ty cổ phần có 22 cổ đông, 5 cổ đông nắm khoảng 15% cổ phần bày tỏ sự bức xúc với hội đồng quản trị. Vậy thì điều đó, tất cả nó liên quan gì đến khán giả hâm mộ cơ chứ? Nhưng điều mà chúng tôi muốn nói sau đây thì có đây. Bóng đá Việt Nam đang có được thành tựu hôm nay là bởi sự hội nhập, cọ sát ngày càng sâu rộng ở tầm châu lục cả về chuyên môn và tổ chức. Môi trường đó nó không có chỗ cho những ý tưởng ngây ngô về bóng đá, những lý luận kiểu hơi cùn vốn còn không ít ở bóng đá Việt Nam. Ví dụ ở V-League vẫn thường có chuyện cổ động viên đội A đến sân đội B đốt pháo sáng thì phạt bất cố xảy ra trên sân của mình. Thế rồi ra đến đấu trường quốc tế, cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đốt pháo trong trận bán kết bóng đá nam ASEAN tại sân Pakansari ở Indonesia. Sau đó Liên đoàn bóng đá châu Á AFC ra văn bản phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF 300 triệu đồng, không giải thích nhiều. Mà VFF thì cũng không thể bảo là làm sao tôi quản lý được cổ động viên trên sân khách đây, hay là tôi làm gì có hội cổ động viên chính thức nào. Khi ra đến sân chơi quốc tế thì chỉ có luật chơi là quan trọng nhất. Mọi sự quan tâm lẫn nhau có thể hơi cứng nhắc một chút, không phải những tin nhắn kiểu như anh có ổn không, dạo này thế nào, mà tất cả đều dựa trên luật và văn bản.
Hai năm trước, một đại diện của V-League đã bị truất quyền tham dự Champions League châu Á vì không tham gia đủ số giải trẻ trong nước theo quy chế chuyên nghiệp của AFC, mà đấy là một đội bóng tưởng như rất chuyên nghiệp và rất thạo luật rồi đấy. Liên đoàn châu Á thì không bao giờ cảnh báo khi sự việc đang xảy ra cả. Họ đơn giản là ra phán quyết khi mọi chuyện đã rồi. Và sau đó thì mọi phương án cứu vãn kiểu như tổ chức một giải giao hữu cấp tốc để thay thế bỗng trở nên rất ngây ngô thôi. Nói vậy để thấy chuyện làm bóng đá không phải ai muốn làm cũng được đâu. Mùa giải dù sao thì cũng đã dừng lại rồi. Giờ những người làm bóng đá cần đoàn kết lại, thẳng thắn nhìn nhận những gì mình chưa làm được và tôn trọng những đóng góp vì sự phát triển chung. Đó là việc mà những người làm bóng đá sẽ phải giải quyết. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về những gì mà khán giả thực sự quan tâm. V-League bị hủy rồi thì đội nào sẽ vô địch? Mỗi người chúng ta đều có quan điểm riêng và có đủ lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Ví dụ những người muốn trao chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai thì có thể nói rằng họ xứng đáng quá đi chứ còn gì nữa. Mọi chỉ số của họ đều là nhất của mùa giải đấy thôi. Và những người không muốn Sông Lam Nghệ An phải xuống hạng thì cũng hoàn toàn có đủ lý lẽ để chứng minh rằng Sông Lam Nghệ An họ có xứng đáng phải xuống hạng không khi mà còn đến 8 trận đấu nữa để quyết định số phận của mình. Thế nhưng mọi lý lẽ đều là vô nghĩa. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới là tổ chức cuối cùng công nhận kết quả của mùa giải. Mà AFC thì chúng tôi lại phải nhắc lại rằng luật và văn bản mới là quan trọng nhất. Cũng trong cuộc họp tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực VFF ông Trần Quốc Tuấn phát biểu: "Chúng ta đã đăng ký là một thành viên và chịu sự quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á. Vì thế nên sau khi ban chấp hành VFF có kết luận cuối cùng, sẽ phải báo cáo AFC trình những phương án đề xuất những kết quả chuyên môn như có đội vô địch hay đội xuống hạng hay không. Đội nào dự các giải đấu AFC còn phải xem xét các đội bóng có đạt đủ tiêu chuẩn theo quy chế cấp phép chuyên nghiệp của AFC hay không. Tóm lại, VFF, VPF hay các đội bóng cũng không ai có thể chủ động được những điều đó." Dựa trên quy trình kể trên thì có lẽ phải một thời gian nữa chúng ta mới biết kết luận cuối cùng liệu Hoàng Anh Gia Lai có được trao chức vô địch hay không. Nhưng chưa cần đến lúc đó, chúng tôi không ngần ngại khẳng định rằng nếu dịch bệnh không bùng phát trở lại và giải đấu được tiếp tục thì đội bóng xứng đáng vô địch nhất là Hoàng Anh Gia Lai. Dưới sự dẫn dắt của Kia Tisak, đội bóng phố núi đã có đủ mọi yếu tố mà người ta thấy ở một nhà vô địch. Những con số thống kê có thể chỉ mang tính tham khảo thôi, nhưng khi một đội bóng có nhiều điểm nhất, ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất thì thật khó để nói là họ không phải đội bóng xuất sắc nhất. Những con số ấy còn nói lên rằng Hoàng Anh Gia Lai dưới bàn tay của huấn luyện viên Kia Tisak đã trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Hoàng Anh Gia Lai mùa này vẫn hoa mỹ, nhưng có thêm sự chắc chắn, hiệu quả và cả một chút quái nữa. Một nhà vô địch thì hay thôi chưa đủ, họ còn phải có những ngôi sao tỏa sáng đúng lúc để vượt qua những thời điểm khó khăn, thậm chí cần một chút may mắn nữa. Xuân Trường ghi bàn giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt qua cái rớp trước câu lạc bộ Hà Nội. Hay Công Phượng lập công trên chấm đá phạt đền ở phút 90+5, mang về 3 điểm trước câu lạc bộ Nam Định. Đó là sự khác biệt của một nhà vô địch với những đội bóng còn lại, mà Viettel vô địch giải năm ngoái là những người hiểu rõ nhất. Và một nhà vô địch xứng đáng còn phải được các đối thủ thừa nhận nữa. Trong chuỗi trận thắng băng băng của mình ở mùa giải này, Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành một đội bóng mà tất cả các đối thủ đều tìm mọi cách để đánh bại. Hãy mang Hoàng Anh Gia Lai đến đây còn trở thành một câu nói ưa thích của các cổ động viên tại V-League. Các đội bóng chuẩn bị đủ mọi phương án để đối phó với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng rồi vẫn lần lượt bị đánh bại, từ nhà vô địch Viettel đến Á quân câu lạc bộ Hà Nội. Mọi người sẽ có một quan điểm về việc Hoàng Anh Gia Lai có xứng đáng vô địch hay không, nhưng có lẽ chúng ta đều đồng ý rằng một trong những điều đáng tiếc nhất khi mùa giải năm nay bị hủy, đó là chúng ta không được xem tập thể này tiếp tục chơi bóng và chiến đấu cho chức vô địch mà họ khao khát. Còn nhớ vào năm ngoái, ở thời điểm mà V-League lần đầu tiên bị hoãn lại bởi dịch bệnh và có rất nhiều người lo lắng rằng giải đấu có thể sẽ bị hủy bỏ, thì khi đó có đội đã tự nhận mình xứng đáng vô địch rồi, dù cũng chỉ mới hơn đội xếp thứ hai có 4 điểm thôi. Cuối cùng may là giải đấu không bị hủy và đội bóng ấy đã về đích ở vị trí thứ 3. Mùa này thì lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai nhiều người thừa nhận là thuyết phục hơn rất nhiều, nhưng họ thì lại ở một vị thế khác. Và với cá tính của Bầu Đức thì lại càng không thể phát biểu rằng đội bóng của ông xứng đáng vô địch được. Nhưng hãy thử nghĩ như thế này xem. Nếu Hoàng Anh Gia Lai bỏ lỡ chức vô địch vì một lý do hy hữu như dịch, thì người ta lại càng có lý do để nhớ về những gì họ làm được trong mùa giải này. Họ đã giành được một chức vô địch trong lòng người hâm mộ. Nghe chua chát nhưng không hề sai đâu ạ. Khi đầu tư cho lứa cầu thủ con cưng hiện tại, điều ông Đoàn Nguyên Đức mong muốn thấy nhất là nhìn thấy họ chơi một thứ bóng đá đẹp, thắng thuyết phục và làm vui lòng người hâm mộ. Vậy chẳng phải mùa này ông đã được thấy tất cả những điều đó rồi hay sao? Có cần thêm một chiếc cúp nữa hay không?
Nào giờ nói lại về chuyện hủy giải. Thường người ta chỉ chú ý đến hai bên trong cuộc tranh cãi này thôi, đó là công ty VPF và các ông bầu. Nhưng chúng tôi xin phép được thêm vào một bên thứ ba nữa mà chúng tôi thực sự thấy là rất quan trọng. Đó là những người đã đổ mồ hôi nhiều nhất để mang về niềm vui cho khán giả. Những cầu thủ mà chúng ta cứ nghĩ rằng cầu thủ và ông bầu sẽ ở cùng một bên với nhau vì họ đều vì lợi ích của đội bóng mà. Nhưng hóa ra không phải là như vậy, nếu không muốn nói là ngược lại. Vì sao? Chúng tôi sẽ giải thích ngay. Công ty VPF họ muốn hoãn giải chứ không hủy giải. Điều mà những giải bóng đá lớn như là Euro hay Copa America làm và là một điều hoàn toàn bình thường thôi. Hoãn thì không phải đền bù quyền lợi cho nhà tài trợ, giải đấu vẫn giữ được uy tín và hình ảnh, vân vân. Nhưng đó lại chỉ là giải pháp phù hợp trong những môi trường thực sự chuyên nghiệp mà thôi. Còn ở Việt Nam, các đội bóng không sống nhờ việc ra sân thi đấu mỗi tuần, mà ông bầu mới là người nuôi đội bóng và trả lương cho các cầu thủ. Những ông bầu họ lại có những cách vận hành đội bóng rất riêng. Thế nên, những phân tích sau đây sẽ giúp quý vị hiểu tại sao nhiều ông bầu lại mong muốn hủy giải luôn đến thế. Ba khoản thu nhập chính của cầu thủ từ câu lạc bộ hay nói cách khác là do ông bầu trả, gồm có tiền lương nhận đều đặn hàng tháng, tiền thưởng dựa trên kết quả thi đấu và tiền lót tay khi ký hợp đồng. Trong đó thì tiền lót tay và tiền thưởng là hai khoản lớn nhất. Bóng ngừng lăn, các ông bầu sẽ không phải trả tiền thưởng của các trận đấu nữa. Còn tiền lót tay thì phần lớn các câu lạc bộ tại Việt Nam chia ra làm hai lần thanh toán, thường là mỗi lần sau một vài vòng đấu đầu tiên của mỗi giai đoạn. Hủy mùa giải ở thời điểm này cũng giúp các ông bầu đỡ phải chi hẳn một khoản tiền lót tay giai đoạn 2 cho các cầu thủ. Vì trong hợp đồng luôn có điều khoản bất khả kháng. Nếu giải không thể diễn ra vì một lý do bất khả kháng nào đó, các ông bầu sẽ không phải trả tiền lót tay cho cầu thủ. Và đó chính là hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại. Thế là hóa ra các cầu thủ họ không đứng cùng một phía với ông bầu. Và họ lại chẳng PF hay là các đội bóng. Họ cũng đâu có quyền được họp cổ đông để mà yêu cầu thay hội đồng quản trị của đội bóng đâu. Các cầu thủ thì thực ra họ cũng chẳng có tâm trí nào để nghĩ đến những việc đó cả. Họ có đang mải tính xem sẽ kiếm sống ra sao trong mấy tháng tới kìa. Nhiều cầu thủ của các đội bóng tại V-League vẫn muốn giải đấu có thể tiếp tục ở một thời điểm thích hợp. Điều đó là bình thường, bởi của cầu thủ là phải ra sân đá bóng thì mới có thu nhập. Giải dừng lại, tất nhiên thu nhập của các cầu thủ bị giảm đáng kể, bởi không được nhận tiền lót tay giai đoạn 2, cũng không còn tiền thưởng cho các trận đấu. Không thi đấu, thu nhập giảm, phong độ đi xuống, đó là những gì mà các cầu thủ phải đối mặt. Và dù sao, họ vẫn có thể vượt qua được. Nhưng có một nỗi lo lớn nhất, đó là chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao. Mùa giải dừng lại, nhiều đội bóng đã thanh lý hợp đồng với những cầu thủ mà hợp đồng chỉ còn đến hết mùa giải. Cả cầu thủ nội lẫn cầu thủ ngoại, có nghĩa là từ giờ đến dự kiến là tháng 2 năm sau, hàng trăm cầu thủ đang ở vào cảnh thất nghiệp. Một số cầu thủ đã về nhà phụ giúp gia đình bán hải sản hoặc thu gom giấy vụn. Tại nước Anh, khi những ông chủ câu lạc bộ, thậm chí là ban tổ chức giải ngoại hạng muốn giảm lương các cầu thủ, họ sẽ phải thảo luận với hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp của Anh. Và chừng nào hai bên chưa có tiếng nói chung, hiệp hội sẽ yêu cầu tất cả thành viên của mình, tức là những cầu thủ không chấp nhận yêu cầu giảm lương của đội bóng. Trong cuộc chơi của ba bên này, chúng ta thấy các cầu thủ Việt Nam thiếu đi một tổ chức như vậy đứng ra nói lên tiếng nói của mình. Thế nên trong cả một cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ giữa VPF với 27 câu lạc bộ trong tuần qua, có rất nhiều vấn đề được đưa ra, nhưng không một ai nhắc đến những khó khăn mà các cầu thủ đang phải đối mặt vào lúc này. Trong những phút còn lại của chương trình, chúng tôi sẽ tổng hợp những câu chuyện về một chủ đề nổi bật trong tuần qua, đó là sự giận dữ. Quý vị còn nhớ anh bạn cổ động viên Arsenal ở đầu chương trình chưa ạ? Vì sao chúng tôi lại nói quý vị đừng vội tin vào cơn giận dữ này? Vì có phải đợi đến bây giờ Arsenal thua 2 trận liền đầu mùa giải thì anh ta mới trở nên như thế đâu? Chúng ta cũng thấy rằng nó có công thức chung cho tất cả, với một bối cảnh không thay đổi và những thông điệp được lặp đi lặp lại. Anh bạn cổ động viên này, anh ta có mục đích rõ ràng khi làm tất cả những điều này, thậm chí còn có cả một tài khoản Instagram chỉ để chia sẻ những cơn giận dữ như thế này nữa. Có một thuật ngữ đang ngày càng trở nên phổ biến ngày nay với những người làm nội dung hay là marketing, đó là viral. Những nội dung viral được hiểu là có khả năng lan truyền nhanh chóng và rộng rãi trên truyền thông hay là mạng xã hội. Chất xúc tác tốt nhất để một nội dung có thể trở nên viral, đó là cảm xúc. Mà giận dữ thì lại là một cảm xúc rất dễ viral. Thế nên mục tiêu của anh bạn này có thể là vì muốn nổi tiếng, nhưng cũng có thể là vì muốn gây ảnh hưởng để đội bóng thay đổi huấn luyện viên.
Và nếu là mục đích thứ hai thì rõ ràng là anh ta chưa bao giờ đủ ảnh hưởng để có thể thay được huấn luyện viên cả. Lại nói về một kiểu giận dữ khác hoàn toàn với cơn giận dữ viral này. Đó là những cơn giận bột phát không thể kiềm chế, những cơn giận mà chúng ta vẫn thường được xem ở thể thao trong rất nhiều năm qua. Bộ phim tài liệu có tên là Malice in the Palace đang gây được sự tò mò cho khán giả của những nền tảng xem phim trực tuyến trong một tuần vừa qua. Qua lời kể của những người trong cuộc thì bộ phim đã nhắc lại một trong những trận đấu đáng quên nhất trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA vào năm 2004 khi các ngôi sao của đội Indiana Pacers ẩu đả với những cổ động viên của đội chủ nhà Detroit Pistons. Và đây chúng tôi sẽ cho quý vị xem hình ảnh có lẽ là gây ấn tượng mạnh nhất trong bộ phim này. Jermaine O'Neal, một ngôi sao của đội bóng rổ Indiana Pacers, đã lao cả cơ thể đồ sộ của một vận động viên cao đến hơn 2m1 để tấn công một cổ động viên đã xuống được dưới sân. Anh đã đấm hụt và một nhân vật trong phim nói rằng đó có lẽ là lần duy nhất mà Jermaine O'Neal phải cảm thấy may mắn khi mà mình trượt mục tiêu, bởi nếu mà trúng thì hoàn toàn có thể khiến cổ động viên ấy thiệt mạng rồi. Vậy từ đâu mà tình hình đã trở nên nghiêm trọng và mất kiểm soát đến như vậy? Câu trả lời có lẽ lại chỉ đơn giản là từ một chai nước mà thôi. Trong một bầu không khí vốn đã căng thẳng với đủ những lời khiêu khích lẫn nhau của khán giả hay là của những cầu thủ, thì chỉ một chai nước được ném từ khán đài xuống trúng một thành viên của đội Pacers đã khiến tất cả đi quá giới hạn. Sự cố đã xảy ra cách đây 17 năm rồi, nhưng tình cờ trong tuần qua lại xuất hiện một ví dụ khác để có thể thấy rằng chai nước có thể gây ra hậu quả như thế nào nếu nó nằm trong tay một cổ động viên giận dữ. Bất chấp một cơn mưa chai nước từ các cổ động viên đội chủ nhà Nice đang bay về phía mình, tiền vệ Dimitri Payet của Marseille vẫn kiên nhẫn dọn dẹp sân bóng, vì trong đầu anh chỉ có quả phạt góc sắp phải thực hiện thôi. Nhưng rồi một chai nước lại tìm đến trúng mục tiêu, và thế là thay vì câu một chai bóng vào trong vòng cấm, Payet đã câu một chai nước ngược trở lại về phía khán đài. Mọi thứ trở nên hỗn loạn một cách nhanh chóng khi ranh giới giữa khán đài và sân bóng cũng không còn nữa. Trận đấu buộc phải bị hủy bỏ vì các cầu thủ Marseille từ chối đá tiếp. Họ còn đang bận chụp ảnh lưu lại bằng chứng để cho thấy mình là nạn nhân. Nhưng phía câu lạc bộ Nice thì không nghĩ như vậy. Họ lại cho rằng cầu thủ Marseille ăn vạ. Cái vết thương của anh chàng Guendouzi lúc ở trên sân không thấy mà chẳng hiểu sao, và trong phòng thay đồ thì lại có. Đấy, mọi thứ đều có thể đi quá giới hạn chỉ vì một chai nước thôi. Thế nên những cổ động viên quá khích thân mến, nếu các bạn buộc phải ném một cái gì đó xuống sân để bày tỏ sự tức giận, làm ơn hãy chọn vật gì đó không làm người khác bị đau. Những cổ động viên của câu lạc bộ Oldham tuần vừa qua rất có thể đã tìm ra giải pháp. Họ đã ném rất nhiều những quả bóng tennis xuống sân để phản đối ông chủ của đội bóng. Và các cầu thủ phải trở thành những người nhặt bóng tennis bất đắc dĩ, ném trả những quả bóng về khán đài để trận đấu có thể tiếp tục. Nào, nếu có bị ném ngược trở lại về mình thì bạn chọn chai nước hay quả bóng tennis đây? Chương trình tuần này đã có đủ những sự căng thẳng rồi. Ít phút cuối cùng, hãy thư giãn với những hình ảnh ấn tượng và hài hước nhất trong tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này tuần sau trong giờ vàng thể thao. Michel Antonio vừa ghi bàn thắng giúp anh trở thành chân sút vĩ đại nhất của câu lạc bộ West Ham. Và ai là người đầu tiên mà anh muốn chia vui? Chính là Michel Antonio chứ còn ai nữa. Anh giỏi lắm. Không không, anh mới là người giỏi. Làm một bức ảnh chính mình bằng đúng kích thước thật rồi mang ra sân bóng và ăn mừng với nó, Michel Antonio thực sự đã khiến Ibrahimovic cũng trở thành một người khiêm tốn. Tiếp theo có thể là một gợi ý cho chủ đề tuần sau. Và cuối cùng, hình ảnh chúng tôi bình chọn ấn tượng nhất tuần qua. Vận động viên Lê Văn Công chinh phục mức tạ 173kg và giành tấm huy chương bạc của Paralympic. Nếu cơ thể nhẹ bớt đi một lạng, anh còn có thể giành cả tấm huy chương vàng nữa. Nhưng không sao cả, với tấm lòng của lực sĩ Lê Văn Công thì dù tấm huy chương có làm bằng bạc hay kim loại gì đi chăng nữa thì cũng đều quý như vàng. Bởi biết đâu, sắp có thêm một người có hoàn cảnh khó khăn nữa được giúp đỡ khi anh Lê Văn Công bán đấu giá tấm huy chương mà mình vừa giành được.
hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.